Đoàn công tác do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, đã tới dự và cắt băng khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời Serepok 1 và Quang Minh tại xã Even, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cụm công trình điện mặt trời đã phát điện lớn nhất của nước ta và cũng là nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 2.300 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời của tỉnh Đắk Lắk khi có tổng bức xạ năng lượng mặt trời trung bình khoảng 1.900 kW trên 1 km2 một năm và là khu vực có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh việc khuyến khích đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo khác, việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển về năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk và tại các địa phương khác cũng được Phó Thủ tướng lưu ý. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra các nguy cơ mà địa phương và các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Với vai trò, trách nhiệm của nhà đầu tư, các doanh nghiệp phải chú trọng thực hiện dự án xây dựng đúng theo trình tự và thủ tục, vận hành nhà máy đúng với quy trình của các cấp điều độ, đặc biệt là phải bảo vệ môi trường trong quá trình thay thế và xử lý tấm pin. Hai, về phía chính quyền địa phương thì đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành tiếp tục đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên địa bàn yên tâm đầu tư sản xuất và phát triển nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cụm công trình nhà máy điện mặt trời Serepok 1 và Quang Minh được khởi công từ ngày 19 tháng 10 năm 2018 và đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 đã đưa vào vận hành thương mại trên diện tích 120 ha tại thôn 9, xã Even, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam hiện nay đã phát điện. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà bà Nông Thị Hậm, cán bộ lão thành cách mạng ở thôn 7, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.